mua nick Free Fire lên quân tới ngay sục sĩ kẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello chị. Hello anh, mới vừa bật like luôn anh à. Mới vừa bật like ạ, anh cũng like được tầm tiếng này. Hôm nay giao lưu với Chinona tí nhá, có rảnh thì giao lưu trận nhá, chơi squad đi. Dạ vâng, ok. Chào cô Thảo Ngân hả? What the hell? Có đi lộn thêm không mấy đứa? Cô là cô Chi nha, cô không phải cô Thảo Ngân đâu. Cô là cô Chi nhé. Ok các bạn, hôm nay Chi được giao lưu với idol sĩ kẹo nha. Anh sẽ để em mời thêm mấy đứa nó vô tố hại. Được, mời thêm hai người nhá. Đây, anh có ai không? Hay là ba đứa mình đi căn bốn? Còn mọi người thì nhiều lắm, chẳng qua là người nào quen quen ấy. Mọi người hay chơi thì mời chơi thôi. Trời ơi, cái giọng của sĩ kẹo cái khuôn ngầm dài ra chứ. Trời, sao cái giọng gì mà cưng quá vậy? Sao bình thường mà, cưng gì đâu. Cái giọng nói chuyện rất là dễ thương mọi người. Cái giọng không gọi là... Cái giọng này là chắc bao nhiêu đứa con gái phải gục ngã. Không có đâu, hơi sai ấy. Hơi sai chi ạ? À? Anh sĩ kẹo không có bạn hả? Có em. Toàn mấy đứa trẻ trâu vào sợ nó cứ alo anh sĩ ơi, alo anh sĩ nó réo thì thôi. Nên là thôi. Anh đúng không? Hello xin. Nghe rõ trả lời. Hello xin. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhá. Ok anh nhà giàu quá, có điều kiện cơ. Nhà anh nghèo lắm chi ạ? Nhà đâu có giàu đâu. Nhà ông giàu mà đi máy bay 3 phút một lần. Tức là không có gọi là không được bắn được con, anh hiểu không? Không phải chết. Sao bình tĩnh em ơi. Nó thấy xin chưa nhỉ? Nó thấy rồi. Đừng có vô xin. Em đâu có vô đâu, em đứng đằng sau mà. Ok, chị qua cái. Hãy cho nó quả liệu choáng lên sương sương. Xem nó. Thế nó đâu nhỉ? Ôi, anh này là bên phòng em. Anh đứng hết cửa sổ. Trên mìn đi. Nó lại canh cửa sổ à? Nó cũng đứng canh ta. Ở bên này à? Đây à? Úi dạ, vui lẹ thế. Lên. Xem mình lên. Lên luôn. Bạn đang đứng cửa này mà, đang đứng cửa này, chị ơi, cửa bên này cơ, ok. Cái gì vậy, cái gì vậy, từ thôi, cái nòng ma của chơi, trả cho chơi. Anh không lấy nhá. Ơ nhưng mà anh thấy cái nòng ma này. Đây. Hình như là anh lấy lộn cái nòng ba của chị này. Chị ơi chị, nòng ba bên này nè. Anh nhặt lộn thôi, ai cố ý đâu. Nòng ba bên này này. Em nằm giả bây giờ. Không nhưng mà không cố ý thật. Tự nhiên thấy nó ở trong ba lô. Trường em chạy bộ nó chạy. Trời ơi, đồng đội có tâm quá à. Mới giờ anh rơi thôi là mất tiêu liền. Đâu có đâu, anh lỡ tay không để ý thật. Lỡ tay. Các bạn thấy chưa? Tèm quá mà. Phải né tèm ra nha chưa. Đã mà quăng đồ mà mất một cái là xong luôn đó. Anh là sĩ còn trả gặp tèm em nãy giờ nó không có trả cho em đâu. À đây nè. Ê, sao bên nhà già nhỉ, Anh thấy rồi. Ok, nó yếu lắm rồi em ạ. Bạn nó qua, cứu này. Cho cửa đi qua. Bỏ nó đi thì hả? Ok, rồi, ở dưới nó còn nữa. Ở dưới xong chưa? Xong rồi hả xin? Rồi ăn rồi. Ok. Mọi người đã ăn cơm chưa? Mày sẽ được cơm cho người ta không mà mày hỏi. Anh thì anh chưa ăn nhưng mà anh ăn từ lúc 5 giờ chiều rồi. Thế nên là tối ăn đêm nữa. Chứ tối không cần ăn. Thế mọi người đã ăn chưa nhở? Cái câu hỏi vô dụng nhất luôn ấy. Wow, sĩ kẹo là chuyện quân đoàn của anh ạ. Ủa anh Hoàng Bi, anh sĩ kẹo anh biết anh Hoàng Bi không? Có, Hoàng Bi nó bạn anh đang ở phòng bên cạnh này. Mấy đứa ở với nhau, Hoàng Bi với Tây Dũng nữa. Chị ơi, chơi trước mặt con người. Ok. Trời, trong trời hả? Xử nó. Trời giữa. Ok, xác nhận em. Đừng nghe em á. Trời em về. Sao? Thế rồi. Nó ra ngoài dính nguyên quả lựu rồi. Chạy sao nổi. Ơi, lại được cái 33 của nó này. Hay quá. Nãy em lấy ba lô ba mà bả xe luôn á. Đây thì nhà đúng này. Má rồi đó hả? Tôi giác. Có hai. Chỗ nào ta? Nóng rồi. Một bé đúp, một đứa gục rồi.
Cấp 2 rồi đó anh Duy. Có mấy nhờ? Ok em. Hình như clear gì à? Lẹp đi. À, đây này, đây này. Nó có đấy hả chi? Thế á? Duy sửa nó xong chưa? Clear rồi à? Hay quá. Gì để hàng tôi đi chung vậy? Ơ số 2, số 2, số 2, số 2. Duy ơi qua đây em ơi. Sao số 2 lại lẻ loi ở trên ấy? Anh đi chung chung ra anh chơi. Gì mày? Dây. Đây là anh Dây. Anh đi tính ngàn đi chung luôn á. Ba người mới đi lẻ á. Ê bác trên nè. Ngay chỗ qua cái cáp treo nè. Cáp treo chỗ nhà dài nè. Ai thấy rồi? Có hai đứa, sao toàn đá hay sao? Hai hoặc ba đứa. Ở đó hai ba đứa gì đấy? Cái đầu này, một đứa nóc này. Đứa chạy qua đấy hả? Em không soi được nó, không kịp soi nó. Nó vào nhà vàng rồi. Nó dựng một keo kìa. Nó dựng một keo Duy ơi. Ngay chỗ bông keo đấy. Ok, thế rồi, thế rồi. Nó lại dùng thêm à? Tiến để vào. Tem khác. Tiếp khác đấy hả? Đâu vậy? Một đứa này. Một yếu rồi. Còn mấy bay? Mày đây. Xong chưa? Này, em bán yếu rồi từng đứa. Ui dồi ôi. Có thể sự kẹo ghê hả? Vô bộ bảo phút không? Thích không? Gã cho mà. Rồi, mới thiết con ta luôn gã. Hay lắm gì. Anh cậy chắc có bồ rồi, dễ gì không có mà nó đòi gã. Chê. Thế là người yêu tôi cho tôi ngủ ngoài đường không ạ? Thật. Đấy. Thấy chưa ạ? Thôi, chi của anh em tôi nào dám cướp. Nhờ, hợp lý. Anh thấy thế là hợp lý đấy. Thật. Có xe. Hai xe luôn. Máu thế. Chết rồi. Nó xuống này. Nó xuống này. Thằng này bạo thế, xuống à. Ok, hay lắm. Xì mắn gút quá. Đâu vậy? Không thấy gì cả. Thế mọi người mình ghê quá. Đây này, ở trên này còn mọi người ơi. Thằng đây à? Thôi. Chết. Nó cho anh xanh mộ bây giờ. Đợi team lên. Trời ơi, em bơm máu hả? Đang quần máu đây. Có xe lên chậm quá. Thế đâm ra mình không dám lên. Xin đây, dựng bông keo lên. Có bông keo không xin? Cái tăng. Đó. Không bằng mẹ, không xin rồi. Mấy đứa vậy nhỉ? Đang ở trong này. Đâu rồi vậy? Bên xin à? Xong rồi xin. Anh Duy đi chung nữa. Bên Duy à? Có xe. Chưa nhìn ra được ở dưới hả? Ghê thế. Thế ở dưới à? Xong chưa? Có hai đứa bên kia. Sau cú đá hả? Nó bơi con sông gì à? Sao cú đá? Đâu, chỗ thuyền còn đấy. Thằng thuyền ốc rồi. Giờ có một cục đá à, thằng thuyền ốc rồi mà. Thế có một cục đá à? Ok. Có một người là cục đá. Sao làm nào? Ok, xong nhá. Nghe tao sĩ kẹo, nó là cái dòng dễ thương dễ. Win anh
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.